Bố ra ra. Con nhỏ này đi học không đi bảo đây. Bố ra ra. Dạ. Bố ra ra. Bố ra ra. Con nít con nôi đi học đi. Ở nhà ảnh mét mẹ đó. Đau đau quá hả? Đi học đi lên. Anh muốn em cám nào không? Ê. Đau quá hả? Hello. Ủa? Hai anh em đang làm gì vậy? Em chào anh Winner, chúc em một buổi sáng vui vẻ. Ủa hôm nay trời sập hả? Hôm nay lễ phép quá vậy. Thì là do chị của nó đó. Chị nó dạy nó là đi gặp ai cho dù có cỡ nào đi nữa thì cũng phải chào hỏi một tiếng. Còn nhìn lại em mình thấy hai chị như vậy, nó cũng đâu biết chào tiếng nào đâu. Em đi gặp người lớn chào đi. Má chị em phải chào. Ơ cái con nào này? Thích anh đánh mày không? Đừng có đánh Candy, Candy còn nhỏ mà. Anh mà đánh Candy bây giờ là Candy sẽ bị hoảng loạn tâm lý, là càng xấu hơn á. Em gái nhà người ta sao mà dễ thương và lễ phép quá vậy. Trời ơi, con mén này mà nó làm em mình, chắc một ngày mình đánh cho nó lên bờ xuống ruộng luôn á. Thôi em xin phép anh, em đi học. Em chào anh em đi. Ừ, đi, đi nha. Thấy chưa, cũng biết chào đó, đâu biết chào người ta đi về đâu. Em gái nhà người ta ngoan ngoãn lễ phép. Em gái nhà mình. Anh muốn đá nữa không? Cậu mình đi học. Lên. Candy, em ngồi yên được không? Mẹ về là anh mét đó. Mét đi, em không có sợ. Ok. Hôm nay ngon nhỉ? Thế thôi bây giờ anh phải làm gì để em nghe lời anh đây? Anh im đi. Ngồi im nè, đây ngồi im. Làm gì? Đi đấy. Đây. Đây. Ừ. Bà làm gì bà làm nè. Nào, trời ơi, em làm đây, làm sao anh thở được? Anh trời ơi. Trời ơi. Đau đau cái gì, thôi đi nhá. Mấy cái đống đồ này tí tự dẹp nè. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Trời ơi, cái gì mà như mê cung vậy nè? Mẹ. Cái gì vậy? Trời đất ơi, ông Winner đánh con. Cái gì Winner sao đánh em? Hả? Cái gì vậy? Rồi coi con nè, coi con nè. Trời ơi, cái nhà như cái bãi chiến trường vậy. Con hết phương, phương. Ờ, con không có, Candy mà. Candy cái gì? Làm sao mà Candy nó dám văng, mà cao vậy mà nó văng được mà văng. Ôi, anh đánh con hả? Dạ, anh đánh quá trời luôn. Đánh ở đâu con? Đánh em cái thằng này. Đi ra đây với mẹ. Dọn hết cái đám này cho tôi. Không có là xuống dưới chạy bộ đó. Con. Đi. Dạ. Vô đây xuống đây với mẹ. Trời, tôi khổ quá trời. Anh Winner. Ủa bé An. Anh đang buồn hả? Ờ, anh buồn mẹ anh lắm. Thôi, anh đừng có buồn nha. Tại vì mẹ anh giận anh nên mới nói như vậy đó. Ừ, cảm ơn em. À, anh bị đau chân hả? À, anh hơi đau tí. Để em xoa bóp chân cho anh nha. Thôi, kỳ lắm, bỏ đi. Có gì đâu, mình là anh em mà. Candy, dạ.
Con có thấy điều mẹ đang thấy không? Dạ có. Bị điên rồi. Trời đất ơi, Quân đâu đọc sách hả? Trong cuốn sách này có ghi, muốn có một người con tốt thì bạn phải có một trạng thái tốt. Đúng vậy, mình phải dạy Candy là một người đứa em tốt mới được. Winner, con trai của mẹ, con đang làm gì đó? Con đang đọc sách mẹ. Trời ơi, Candy em gái yêu dấu của anh. Mẹ anh ơi, cứu con à. Mẹ ơi, cứu con. Wow, mẹ, con kính cẩn, nghiêng mình chào mẹ. Chẳng hay mẹ từ dưới bếp lên đây, mẹ có mệt hay chăng? Mẹ không mệt. Dạ, Candy à, anh quyết định rồi. Từ nay, anh sẽ hướng dẫn em để em trở thành một đứa bé ngoan. Em có chịu không? Hướng dẫn là sao? Là con sẽ dạy dỗ em ý. Dạy dỗ hả? Dạ. Con dạy dỗ em bằng cách nào? Thì con sẽ nhờ những kinh nghiệm mà mẹ đã dạy cho con, sau đó con sẽ truyền lại cho em. Trời ơi, con trai tôi. Trời ơi, dạy dỗ mà làm như bí kíp mà nó truyền. Nè, anh Winner đó đúng. Anh Winner dạy dỗ con thì con phải nghe anh Winner, hiểu không? Dạ. Vậy từ nay con xin phép mẹ, con sẽ dạy dỗ em. Anh học dở trời, sao mà anh dạy em được? Từ nay anh sẽ không dở tệ nữa, vì anh đã có cuốn sách Người Cha Hiện Đại mà mẹ đã truyền cho anh. Sau đó anh sẽ nghiên cứu, mày mò. Cuối cùng anh sẽ hướng dẫn và dạy dỗ em. Thưa mẹ, mẹ hãy đưa con tô cơm, sau đó con sẽ đút cho em ăn. Nào Candy, ăn đi. Ăn đút cơm lâu lâu. Trời ơi con ơi, lọc trời lâu lâu mới có một lần. Ăn đi con. Ăn đi, làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Thấy em bé gái, phải người lớn cơ. Em ăn đi. Đó. Candy, Candy, Candy nhéo mặt mẹ cái, nhéo mẹ cái. Ây da đâu. Ui là mẹ đang, đang tỉnh mà, mẹ đâu có mơ đâu đúng không? Không mơ đâu mẹ ơi. À, con quyết định rồi. Bây giờ anh sẽ dẫn em lên phòng, chúng ta sẽ vừa học vừa ăn, được không? Đi theo anh. Mẹ sợ. Con xin đi, đi, đi. Chào mẹ. Không, không, vững tin vào anh Winner con à. Vừa học vừa ăn, tức là mình có ăn con có học mẹ. Đó con. Cố lên, Winner, cố lên thôi. Candy, cố lên. Ôi, chuyện gì đang xảy ra trong nhà tôi vậy? Đi về chưa? Chưa, chưa đã. Chưa. Nhỏ nó cắn tiếp đi. À, hello, hello. Xuất hoa, xuất hoa. Gì? Candy à? Không, Candy là ai? Dạo này ông dạy em ông sao rồi? Dạy con nhỏ này à? Tôi là tôi bất lực, tôi thua, tôi không dạy được nó đâu. Trời ơi, dạy mới có 1-2 ngày à là đã than rồi. Phải dạy nó là tập 1-2 tuần, 3-4 tuần luôn á, nó mới chịu ngoan nổi. Tôi nghĩ rồi, chắc là do là mẹ tôi chiều nó quá mà. Ờ, thì chắc là cũng do một phần á. Ê, 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 tôi có ý này hay này. Gì? Hay bà dạy nó hộ tôi luôn đi. Wow, không được. Ủa, không thể nào được. Tôi mà dạy đó chắc tầm 3-4 tháng luôn, tôi chưa dạy được á. Được. Hay đó. Có gì ăn không? Cho anh ăn miếng, anh đói quá. Dạ, em không có đồ ăn. Dạ không có đồ ăn đúng không? Dạ. Không có đồ ăn, đưa tiền. Đưa tiền đây. Em cũng không có tiền luôn. Dạ không có tiền đúng không? Dạ. Dạ sao? Ê này, ông đừng tưởng ông ỉ lớn là ông hiếp đáp tụi tôi nha. Sao? Ê à. Mẹ giận quá. Trên đời này chỉ có mình Candy mới được đụng tới anh hai thôi, không ai được đụng tới anh hai hết. Nếu mà muốn làm gì tới anh hai phải bước qua dấu răng của Candy. Bà thấy em gái tôi chưa? Em chào chị Thi, chúc chị một buổi sáng vui vẻ. Trời, 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 Candy, chị đang mơ, đang tỉnh nha Candy.